Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin chiều tối ngày 12 tháng 8 năm 2024, tức là video số 2. Trước hết chúng ta đến với một số cái vị trí trên thế giới. Chúng ta bằng cái bản đồ này. Tại Bangladesh thì cái tình hình biểu tình vẫn đang lan rộng, chưa có cái gọi là kết thúc. Sau khi mà đã đưa cái ông từ Pháp về để làm thủ tướng, tức là ông giải thưởng Nobel ấy, ông Junot, thì tình hình vẫn chưa được cải thiện lắm. Bởi vì là cái vấn đề này là vấn đề nội tại của Bangladesh, chứ không phải là vấn đề là ai tài giỏi để mà lãnh đạo. Đặc biệt là cái ông này 84 tuổi rồi, tức là phương Tây đưa về để lãnh đạo thì chưa biết thế nào. Nhưng cái việc mà Bangladesh đang lộn xộn như thế này thì ảnh hưởng rất tốt đến Việt Nam. Bởi vì Bangladesh là có thể nói là một trong những cái quốc gia sản xuất cái dệt may là tốt nhất và xuất khẩu về cái hàng này cũng rất là nhiều. Và trong khi đó Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những cái quốc gia như vậy. Cho nên nếu Bangladesh mất các cái thị trường đó thì Việt Nam sẽ có thể nói là tiếp nhận cái các chuỗi cung ứng đó để mà phát triển. Như vậy là cái tình hình xấu của Bangladesh sẽ có lợi cho Việt Nam. Cái tình hình ở Serbia thì Nga đã thông báo là họ đang có kế hoạch đảo chính và làm một cái Maidan tại Serbia. Ông Vučić nói rằng là ông hiện nay là tức là một cái đối tượng bị ám sát, sẽ bị ám sát giống như là ông Fico của Slovakia và ông Trump của Mỹ. Bây giờ khả năng là Vučić. Hiện nay ông này cũng đang chúng ta biết là áp lực rất nhiều từ rất nhiều năm nay để buộc Serbia phải đi theo con đường của phương Tây và EU cũng như là gia nhập NATO. Thì Serbia là một trong những cái quốc gia hiện nay còn sót lại là thân với Nga ở trong giữa lòng châu Âu. Thì cái vấn đề này thì nó đi đến đâu thì chúng ta cũng chưa biết được. Còn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất thì chúng ta biết là bên Ukraine đã pháo kích vào trong này và đã hư hỏng, hư hại một số có thể nói cũng tương đối nghiêm trọng. Tuy nhiên chưa phát hiện ra rò rỉ, nhưng mà theo các tổ chức tức là thanh sát quốc tế về hạt nhân thì người ta nói rằng là cái tình hình này là đứng về mặt vật lý là coi như đã vi phạm rồi, tức là bất cứ lúc nào nó cũng sẽ bị rò rỉ. Thì chưa biết, hiện nay thì chưa thấy rò rỉ, nhưng mà cái này là rất là nguy hiểm. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ủng hộ Iran bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình và sẽ đứng về phía Iran khi mà nếu mà có cái tranh chấp tức là giao tranh giữa Israel và Iran, cũng như là Mỹ hiện nay đưa các cái tàu ngầm hạt nhân đến Trung Đông rồi, tức là nó sẽ có các cái tên lửa dẫn đường. Thì người ta nói như vậy là có nghĩa rằng là Israel có khả năng để tấn công phủ đầu Iran. Hiện nay Iran cũng đang thứ nhất là có khả năng là chưa đủ lực để mà có thể đạt được cái mục tiêu của mình đối với Israel. Nhưng mà nếu mà anh trì hoãn quá lâu thì có lẽ là nó cũng sẽ không tốt. Bởi vì ai cũng biết là anh có trì hoãn đi chăng nữa rồi anh cũng sẽ đánh, chứ không phải anh trì hoãn rồi vô thời hạn. Đấy, cho nên chính vì thế thì nếu mà anh trì hoãn thì là các cái tàu của Mỹ hoặc là bên Israel người ta cũng có những cái kế hoạch phòng thủ tốt hơn và có những cái kế hoạch răn đe tốt hơn. Và thậm chí là nếu mà anh trì hoãn nó cũng khá phang trước, nếu mà tình hình mà tình báo mà nó nắm được thì có lẽ là cũng là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ là trong thời gian sớm thôi là Iran chắc có lẽ là sẽ trả đũa, không biết là vũ khí là đầy đủ chưa, lực lượng đã sẵn sàng chưa, phòng thủ là ok chưa, đã biết quyết được. Chiếc quả này đánh là cũng tương đối lớn và tương đối lâu, cho nên người ta cũng cẩn thận đúng thôi. Nhưng mà có cái là đánh mà trong cái sự chấp vá về mặt vũ khí thì tôi nghĩ là cũng chưa chắc đã là tốt. Tổng thống Palestine ông Abbas hiện nay là đi thăm Nga. Ba Lan thì tiếp tục đang mua các tên lửa của Mỹ, đang sẵn sàng để mà coi như trong trường hợp mà xấu đi chỗ Belarus và Ukraine thì có lẽ là họ cũng sẽ sẵn sàng tham chiến. Tại Serbia thì như chúng ta biết là bây giờ hàng ngàn người lại cứ xuống đường giống như ở bên Venezuela, tức là chống chính phủ của Vučić. Chúng ta cũng điểm sơ một số cái vấn đề tại chỗ Ukraine. Thì Ukraine hiện nay đang tấn công các cái xe dân sự tại cái khu vực mà Kursk,
gây hoang mang cho dân chúng, và có vẻ như là họ đang đánh vào cái tâm lý tinh thần của người Nga chứ không phải là thắng lợi về mặt quân sự. Thì có thể nói là người ta đang mơ mộng về những cái vấn đề đó để sau đó là dân chúng nổi dậy rồi nọ kia lật đổ chế độ cũng như làm xấu mặt Putin khi mà để mất mát rất nhiều ở cái khu vực ở Kursk này. Tóm lại là họ thích làm PR quảng cáo thôi. Vì hiện nay thì họ đang tấn công vào ba hướng, tức là thêm hai quận nữa tại khu vực Kursk, ngoài cái khu vực mà Sushansky còn thêm cái quận là Gluskovsky và Kurenevsky, thì ba cái quận chứ trước đây thì sẽ có cái quận chính thôi, nhưng mà các cái quận kia thực tế là họ đang có ý đồ và đã có những cái trinh sát và tấn công nhỏ lẻ chứ chưa có đại trà giống như là cái quận Sushansky hiện nay. Ukraine đã nã tên lửa vào Kursk. Chúng ta biết là Kursk thì nó cũng nằm rất là xa cái khu vực mà cái quận Sushansky này, đây Kursk đây. Thì, theo các cái cư dân, một số bạn ở bên Việt Nam thì nói ở đây thì nói rằng là Kursk hiện nay cũng đang nguy hiểm rồi, dân cũng đang sơ tán và thậm chí có thể nói là đi lại cũng tương đối khó khăn. Chứ không phải là cái vùng biên giới đó rồi, mà bây giờ nó đang tiếp tục đang có những cái, tức là chúng ta biết là nó làm hoảng loạn, đang làm hoảng loạn cho dân chúng, là cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất. Hiện nay cái khu vực Kursk này thì Ukraine cũng đang sử dụng các loại UAV, nhưng mà người ta đang không có sử dụng cái hệ thống Starlink, thì không hiểu tại sao là như vậy. Nga hiện nay cũng đang giới thiệu cái hệ thống phòng không Pantsir kiểu mới, cũng đang được đem tới cái khu vực Kursk. Người phương Tây nói rằng là người Nga thực sự là đã biết cái việc mà tấn công khu vực Kursk này, nhưng mà một số các cái cấp dưới thì họ cũng không nghĩ là nó đến cái mức như thế này, cho nên họ cũng đã không báo lên cho cấp trên. Chứ nếu mà tình hình mà báo cho cấp trên thì tình hình nó không đến nỗi như thế này, tức là thấy những nguy cơ và thấy thậm chí là các cái thông tin tình báo cũng đã nắm được, nhưng mà cuối cùng là lại không đến tai những người có trách nhiệm, cho nên cuối cùng khi mà nó bung bét ra rồi thì bây giờ thì rất là khó, bây giờ chỉ có lo đỡ, bây giờ là lo chặn lại, sau đó nó sẽ phản công, chứ còn nói chung là lẽ ra là không phải đến cái mức như thế này. Thì cũng Nga cũng đã phá hủy ba cái hệ thống Patriot ở gần với khu vực Kursk và một cái hệ thống radar. Tổng kết 5 ngày qua thì Nga đã tiêu diệt được là 1.350 tên địch, 29 xe tăng, 23 xe bọc thép và xe chở quân, 8 kho đạn, rất nhiều xe bộ binh chiến đấu, rồi các loại xe chở quân. Riêng ngày 12 tháng 8 thì có thể nói là Ukraine là thiệt hại rất là nặng, là riêng cái ngày hôm đấy là một cái xe tăng, 7 cái xe bọc thép chở quân, 13 xe bọc thép chiến đấu, 1 xe chở hàng, 1 xe buýt, 9 xe bán tải, 1 khẩu D-30 và lượng lớn lính Ukraine, có lẽ là về người thì nó nặng hơn. Hiện nay thì các khu vực mà Ukraine đang chiếm đóng, đặc biệt là chỗ rút ra này, thì họ đã gài mìn rất là nhiều. Cho nên dân chúng mà nếu mà còn sót lại đây thì chỉ có nấp trong nhà, chứ còn nếu mà đi ra ngoài đường có thể nói rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng ta vào cái tình hình của ngày hôm nay. Hiện nay thì bên Ukraine người ta đang chuyển quân thì nó cũng không có đúng, nhưng mà tức là họ đang dàn thêm, tức là các lực lượng có thể là ở nơi khác đến các khu vực biên giới với Belarus. Hiện nay cả cái khu vực này là họ đang che chắn lại, thì chúng ta thấy là đây cái khu vực mà biên giới là của Belarus này, trong đó họ hõm xuống đây, chỗ này là gần Kiev này, đấy. Đây là biên giới Ukraine với Belarus, thì hiện nay cái lực lượng của họ đã đang giải khu vực này, đặc biệt là cái khu vực này các bạn nhé, khu vực phía bắc của Kiev, cái chỗ mà lõm vào nhất, và thứ hai là cái chỗ Rivne. Thì tôi không hiểu tại sao cái chỗ Rivne này mà họ lại có thể sợ là trên kia đánh xuống.
Xin lỗi. Hôm qua thì chúng ta biết là Nga cũng đang chuyển quân, xin lỗi, Belarus đang chuyển quân rất là nhiều xuống các cái khu vực này, thì có lẽ là họ đang che chắn. Thì cái việc này nếu mà có xảy ra thì nó sẽ có lẽ là nó sẽ có những cái cú đấm chiến lược đấy, chứ không phải là cái vấn đề là tranh chấp biên giới nữa. Đấy, thì hiện nay họ đang cũng đang kéo sang phía bên này. Còn riêng cái chỗ khu vực Kursk, tại khu vực Kursk này thì chúng ta thấy có ba cái súng xanh nằm ở cái khu vực phía đông bắc và phía bắc. Còn phía tây thì có một cái súng súng đỏ. Thì chúng ta thấy là cái Stargate là hôm qua là bên Ukraine nó vẫn đang giữ Stargate. Nếu mà các bạn nào còn nhớ thì cái khu vực này nó là như thế này này. Ngày hôm qua là nó cái xanh là nó ra đây này. Đấy, nó là đúng ra thế này. Thế thì chúng ta có nói rằng là bên Ukraine người ta đang định là coi như đánh từ phía này đánh thẳng lên chỗ Stargate. Đấy. Các cái khu vực này là coi như nó sẽ lấy ra nôm na là như vậy. Cái scenario thì nó nằm như thế này, chứ nó không có nằm dài chỗ này đâu, thì nó sẽ lấy hết cái khu vực thế này. Hôm qua các bạn mở ra các bạn sẽ xem thấy được cái hình thái như vậy. Nhưng mà hôm ngày hôm nay thì Nga đã lấy được cái scenario này. Cái scenario này mà lấy được nó rất là quan trọng. Cái thứ nhất là đã không những là chặn đứng, mà cái thứ hai là đã bắt đầu có cái sự tỉa, tức là đánh vào, tức là đã gọt tỉa cái khu vực mà Ukraine đã chiếm trước đây. Thì cái khu vực Kurenevo này thì chúng ta biết là đây là cái quận này, đây cái quận này các bạn. Đấy, thì tiến lên cái hướng này, nhưng mà nói chung cũng là không bao giờ tiến được hết, 4 5 lần, 6 7 lần rồi, riêng hôm qua là 4 lần. Nhưng mà cái chỗ này thì vẫn chúng ta thấy là bắt đầu nó hơi lõm vào. Đấy, các bạn thấy là nó, tức là cái hệ thống bao trùm cái phòng thủ, tức là của Nga đấy, thì nó đã bị lõm vào. Thì chúng ta nhớ ngày hôm qua thì tôi có nói cái khu vực này, tức là nó có một cái khu tam giác đấy các bạn. Cái tam giác cái chỗ Surna đây, Surna này. Đấy, chúng ta thấy là nó có một cái khu tam giác như thế này. Đấy, chỗ này, đó. Thì hôm qua là chúng ta thấy là bên Ukraine người ta đã lên lên phía trên này. Lên phía trên này. Đấy, sau đó hồi đó thì nó gọi là nó đánh đánh theo cái hướng Koronenko này. Đấy, nhưng mà đánh không lại cái chỗ này thì bắt đầu họ đi lên phía phía trên này. Sau đó là bị đụng độ đây, bắt đầu họ chuyển lên trên này. Đấy, sau đó là họ lại rút về, tức là tất nhiên là không có nghĩa là đi đi bao nhiêu về bấy nhiêu các bạn nhé. Thì tóm lại là như vậy thôi. Thì Nga đã chặn đánh được các cái khu vực trên này rồi ép xuống. Thì chúng ta thấy rằng là cuối cùng là đã ép nó xuống dưới phía dưới này, nhưng mà rõ ràng ở dưới này là họ cũng đang đánh lên, cho nên nó đang đụng độ cái khu vực này. Nga cũng đang rất là chú trọng cái khu vực này, chứ nếu không thì là nó đụng đụng được cái phòng tuyến này là lại vỡ cái phòng tuyến của Nga ra. Mà trong khi đó là Nga là chủ yếu phía Bắc ép xuống, mà lại không ép được là không được. Thì riêng cái chỗ này là hiện nay đang tranh chấp rất là căng các bạn. Xin lỗi cái màu nhé. Hiện nay là nó cũng đang tấn lên rất là căng cái chỗ này. Có thể nói là chỗ này đã bị lõm rồi đây, đấy, chứ phải không? Khi mà nó đã kéo về thì là bắt đầu là khu vực này nó đánh lên để nó cố nó ghim lại Nga lại. Khi mà Nga đánh đuổi cái đám này thì Nga bắt đầu tấn tấn xuống thì nó đã ghim. Và hiện nay thì cái khu vực này đang tranh chấp, Nga cũng phải cần quan tâm cái chỗ này hơn. Chúng ta qua cái phía bên này. Phía bên này thì hôm qua chúng ta thấy rằng là nó có một cái hình thái như thế này đó. Thế thì hôm qua chúng ta còn chưa biết là coi như là nó đánh từ phía dưới này đánh lên, từ chỗ Suza này đánh lên trên này đi qua một cái dãy này, hay là đánh từ phía Nga qua. Thì thực tế là họ đánh từ phía Nga qua và đánh cả từ dưới đánh lên. Đây là Cherkasy Konoe các bạn nhé, và đánh tất cả từ dưới này đánh lên. Và họ đã chiếm được cái này, và họ chiếm một loạt các cái làng ở trên trên tuyến đường này, gồm Pravda và Ivankovska đây. Đấy. Thì sau đó thì bên bên Nga là từ cái chỗ mà Puskasnoye là có một số các lực lượng là đi
lên trinh sát, trinh sát khu vực này. Thì cuối cùng là rút về lại. Có lẽ là Nga cũng chưa đủ cái lực lượng để mà đánh. Thì sau một thời gian khoảng nửa ngày thì bắt đầu là cái quân tiếp viện của Nga từ trên này đi xuống cái đường dưới này, bắt đầu là một phần là đánh xuống chỗ Sudza, và một phần là tới cái chỗ Martinovka này, Nga bắt đầu mới đánh lên trên này. Thì lại tóm lại là Nga lại lấy lại được cái làng này các bạn nhé. Đấy, đó là tình hình tại chỗ này, tôi thấy rất là phức tạp. Đây cũng đang rỉ rõ là chúng ta thấy là nó đang hai khẩu súng của bên bên này, bên bên Ukraine, còn bên Nga thì chúng ta thấy là sau khi trinh sát và bố trí lại lực lượng thì bắt đầu với, cùng với các cái quân tiếp viện là bắt đầu đánh trở lại, thì đã lấy lại được cái làng này. Đấy, cái chỗ này thì bây giờ nó lại đỏ lại rồi các bạn nhé, cái chỗ này nó chưa cập nhật kịp. Tức là chúng ta thấy rằng là tại gần Sudza này thì có một số cái lực lượng của Nga đang ở trong này thì đánh vào cái khu vực phía trong này. Thì hiện nay là ngay bên bên Nga người ta cũng không biết tại sao mà nó lại có một cái lực lượng nào ở trong này mà đang đánh ra cái chỗ này, thì hiện nay lại đang giao tranh ở khu vực này. Thì hôm qua cũng có một số nhóm của Nga cũng tiến vào, thì chúng ta biết là bị bao vây và bị tiêu diệt đấy. Nhưng mà hôm nay cũng không biết tại sao lại có trong này, thì không biết là lực lượng này có lớn hay không, hay là chỉ là lực lượng trinh sát thôi. Còn phía dưới này thì hôm qua chúng ta cũng có nói là có một cái xe tăng của Ukraine nó đi theo cái hướng tây này, đi tới 30 km. Thì nhiều số một số bạn là hỏi không biết tại sao mà nó đi mà thoải mái thế, thì đi đơn giản thôi chứ có cái gì đâu, nó cướp xe của người dân sau đó nó đi, nó nói tiếng Nga và đủ thứ, thì đấy là cái đáp trinh sát thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nó đi tới khoảng 35 km thứ 35 thì là bị Nga phát hiện và tiêu diệt. À, cái đám ở dưới này các bạn nhé. Thì tóm lại khu vực này nó nghĩa là gì, phía tây bắc đấy, của cái khu vực chiếm đóng là có thể Nga đã đóng đinh được, thậm chí còn chiếm được lại cái Slagov này. Tại sao Slagov này nó cũng giống như cái thế này thôi, nó cũng lòi lòi ra như thế này thôi chứ nó không có nằm trong cả một cái hệ thống đấy, thì đã lấy được cái chỗ này rất tốt. Phía bắc này thì tuy là bị lõm một tí cái chỗ này, nhưng mà tôi thấy là Nga cũng đang giữ rất là tốt. Như vậy là bên Ukraine đang tấn công theo hướng đông bắc và hướng đông, thì tôi thấy là nó cũng có vẻ mạnh hơn. Thì nếu mà chúng ta so ra thì họ đang muốn chiếm cái đường này để mà tiến lên Kursk đây các bạn nhé, cái khu vực này nó đi Kursk đây, đây là cái đường này. Tức là họ cũng đang mưu đồ lớn lắm chứ không phải là chỉ có chấp nhận ở khu vực này đâu. Cho nên là các cái chỗ này đụng độ rất nhiều, thậm chí còn có chiếm thêm nữa, chiếm thêm cái phần này. Nhưng mà cuối cùng là Nga chị Nga đã chúng ta đã nói rồi, từ từ Puskat lên Matoka này là còn chiếm lại, thì họ chỉ còn cuối cùng là còn cái chỗ này thôi. Như vậy là họ vẫn còn tham vọng chiếm các khu vực thêm ở khu vực này. Cho nên là tôi thấy là cái chỗ này nó có cái tuyến tức là tiếp viện tốt như thế này, mà tại sao mà Nga lại có thể bị họ đục như thế. Nga cần phải tăng cường cái khu vực phía đông bắc và phía đông trước khi mà có những đánh lõm vào. Thì có thể nói rằng ngày hôm qua thì chúng ta thấy là cái khu vực chỗ xuất ra này nữa này, thì Nga cũng đã tiêu diệt cái số cái nhóm quân ấy, tiêu diệt được một số cái xe. Đấy, còn cái khu vực ở cái chỗ phía giữa này ở trên này đúng rồi. Đây, cái chỗ này thì Nga cũng đang tay tiến xuống này các bạn nhé. Đấy, chỗ này khu vực này tôi quên nói này. Đấy, cái chỗ này Nga đang tiến xuống chỗ lên Dover này. Đang đi xuống này, thậm chí là xuống sâu hơn một chút nữa ở phía dưới này, thì đang đang gặp các cái kể cả các mìn cái các thứ dưới này. Còn cái khu vực này thì Nga trước đây là lúc mà Nga chạy lúc mà Nga chạy cái thời gian đầu đấy, chạy lúc lúc mà bên những ngày đầu tiên đấy, thì là chỗ này Nga bỏ lại xe rất là nhiều. Tức là hồi đấy chúng ta nói là khi mà Nga đến cái là nó đánh vào đầu đuôi cái nó bắt đầu Nga nó tản ra, thì xe bỏ lại rất nhiều và cái khu vực này tù binh cũng rất nhiều. Thì Ukraine đang kéo các cái xe của Nga là về về phía bên kia biên giới, và cái tù binh ở đây rất là đông. Tù binh Nga hiện nay nó bắt cái thời điểm đó nó đông chứ không phải là 42 người lúc đầu ban đầu. Đấy, thì có thể nói là nó cũng đang
sử dụng cái nguồn này để nó làm các cái đàm phán, hoặc là nó làm những cái gọi là giống như con tin đấy các bạn. Hiện nay thì Nga, hôm qua Nga đã ném bom vào chỗ Sumy, Sumy đây, tức là nghe nói cũng trúng cái sở chỉ huy phụ trách cái khu vực Kursk, tức là đang chỉ đạo Kursk, thì cũng đánh trúng hầm ngầm. Thì để chúng ta để xem là nó sẽ là toán đây, là coi các sĩ quan nào NATO hay là sĩ quan cấp cao của các cái lữ đoàn tham gia ở mặt trận Kursk hay không. Thì hôm qua nghe nói là cũng hơi nặng này các bạn. Ngoài ra thì hôm qua chúng ta nói có một số cái điểm ở phía dưới này nó đang phát triển để có khả năng là nó sẽ tấn công. Đấy, tức là hôm qua chúng ta nói có một số cái điểm đấy. Đấy, thì có ba, hôm qua là có bốn cái điểm như thế này, thì để xem nếu mà ok là nó sẽ tấn công thì có khả năng nó cũng sẽ tấn công các cái hướng này. Đấy, từ cái chỗ mà Gravro này trước đây chúng ta cũng biết rồi. Đấy, nếu mà nó tấn công, nó sẽ tấn công theo cái hướng Ben-Gurion đây các bạn nhé. Đấy, thì có khả năng nó đang tấn công theo hướng này, tức là nó cái chỗ mà giáp ranh giữa Ben-Gurion và Kursk. Hiện nay các cái tình báo cũng có nói như vậy. Chúng ta đi xuống phía dưới này, cái chỗ Vovchan tôi thấy không có thông tin gì. Riêng cái chỗ Tabayka này thì nó Nga đã chiếm được thêm cái phần này. Nói chung tính thừa nào tốt thôi. Hôm qua thì đánh chỗ Novosilovka cũng được cái phần này, rồi sau đó Berestove, cả cái vùng rộng lớn này thì cái chỗ này thì khả năng là Nga sẽ lấy mấy cái chỗ này, thì cái chuyện này tôi nghĩ là đơn giản thôi. Đấy, thì hiện nay là cũng chỗ này cũng đang phát triển tốt. Còn phía dưới cái chỗ mà Pifinichne, Doruzhba và Turet thì nó tình hình nó cũng tốt rồi. Cái chỗ này là chúng ta thấy là Nga đang tiến theo cái đây trên này, theo cái con đường này để đi thẳng vào Torat này. Đấy, cái này đánh rất là hăng và có kiểu như là Nga đánh theo cái dạng mà gọng kìm sẽ đánh xuống cái này. Cái chỗ cái khu vực bảo than này thì mấy ngày nay chúng ta nói rồi, Nga phải lấy cái bộ than này. Đấy, đồng thời nó đang lấn dần vào trung tâm. Các khu vực này cũng đang triển khai rất tốt để mà coi như tương tác với New York ở phía dưới, thì chúng ta thấy là cả một vùng rộng lớn. Đây là mỏ đồng, đây là mỏ than. Còn riêng New York thì chúng ta thấy là Nga bắt đầu muốn bao phủ toàn bộ cái khu vực này. Tôi hôm trước tôi nói là đây, cái khu vực này nó không có dân cư, chỉ có hồ ao với ấy thôi. Chỉ còn nó có một số cái công sự pháo đài để cản trở cái lúc mà khi mà Nga tấn công thôi. Nhưng mà thực tế là cái khu vực này chúng tôi nói rồi, Nga kiểu gì Nga cũng phải lấy lại được. Thì trước đây thì chúng ta thấy là cái New York là nó nằm như thế này. New York nằm như thế này. Bây giờ khi mà nó ra hình hài thế này thì chúng ta khó nhận ra. Đấy, New York là nó nằm như thế này. Thì lúc đấy là chúng tôi nói là Nga phải lấy cái phía dưới này. Thì lấy rồi. Nhưng hôm nay chúng ta thấy là lấy lên trên này luôn rồi. Tức là hôm trước là chúng ta nói cái vạc to thế này. Thì lấy từng phần một, sau đó lấy cái này. Và rồi sẽ sắp tới sẽ lấy cái này. Thì hôm nay lấy cái này thì chúng ta thấy nó liền đỏ với nhau, thì chúng ta thấy nó khó nhận ra. Đấy, thì chúng ta thấy đây New York này, chỗ mà tranh chấp hôm qua này, nói là cái chỗ Đông Bắc là Nga cố gắng giữ, còn phía đi vào trung tâm thì bên Ukraine giữ và chặn cái phía trên đầu này. Nhưng mà tóm lại là cái khu vực này Nga đã giải phóng hoàn toàn. Có thể nói là vùng đất rất rộng lớn, mà hôm trước tôi có nói là bạn nào có đầu tư thì tới đây mà riêng về đất thì không phải nghĩ, chẳng qua là lúc nào mà đánh mà thôi, chứ còn thì nó cũng đang rút ra rất là nhiều. Chúng ta biết là khu vực này là 300 đến 400 lính Ukraine, không biết là ai nằm lại đây mãi mãi, còn ai rút được thì chúng ta không biết. Thì các cái chốt chặn ở ngoài của phía này của Nga thì chúng ta thấy cả một cái vùng này rất là to, rất to. Ngoài ra cái chỗ mà Lenimonovka cũng như là Oleksandropin ở phía này thì Nga cũng đang cũng khởi sắc. Tóm lại là các cái khu vực của phía Donetsk này thì Nga đánh có thể nói là vẫn đang rất là sung. Bây giờ chúng ta xuống cái chỗ mà khu vực này cũng vậy. Đây, khu vực này chúng ta cứ gọi là khu vực hướng Pakrovsk thì cũng rất là hung. Hiện nay cái Selenia này thì thực tế là cũng là giải phóng rồi, nhưng mà có cái này là chưa chưa công bố thôi, chứ tôi biết cái này là xong rồi.
Thế còn cái chỗ mà Gorovka này thì Nga cũng đang cố gắng tiếp tiếp bằng nhiều con đường khác ngoài con đường chính thống, còn không phải chính thống mà con đường mà chính đi thì nó phải chính ngạch ấy. Đấy, thì nó dễ rồi, nhưng mà Nga bắt đầu đang đánh trái hướng này để có thể đánh lên, thì chúng ta thấy khu vực này nó cũng là khu vực ruộng. Ngoài ra cái Ivanovka Nga đã giải phóng rồi, thì bây giờ cố gắng vượt qua cái gọi là cái bức tường công sự chiếm thành trì đây để mà chiếm cái Gorovka. Nói tóm lại là vấn đề nó là thời gian, chứ còn Nga đã muốn cái chỗ nào là tôi nghĩ là được cái chỗ đó. Chúng ta đi xuống cái ví dụ ở phía Nam đồ nhé, là cái chỗ khu vực mà Constantinopka đi Vuldida này, Marinka này, thì cái chỗ này thì hôm nay cũng ok hơn. Chúng ta thấy là cái thành trì khó nhất cái chỗ ngã ba này, đây chính là cái con đường này, cái ngã ba đây chúng ta thấy có cái pháo đài của nó ở đây, rất là khó đánh, rất là khó gặm từ xưa đến nay luôn, lâu lắm rồi không gặm được. Nhưng mà lần này thì Nga lại quyết tâm là đánh trực diện vào cái pháo đài này. Thì chúng ta thấy là cái chỗ này tôi thấy là có ba cái vị trí Nga đã tiếp quản hoàn toàn cái đường này. Cái đường này thì mấy thời gian vừa rồi là Nga cho block rồi, không 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 đi qua đi lại được, nhưng mà anh phải không những không cho nó đi qua lại mà anh phải đi được. Đấy. Thì hiện nay khu vực này là một, khu vực này đánh trực trực diện vào cái con đường này là hai. Đấy, con đường này đi đi Podiana này là hai, và cái thứ ba nữa là Nga cũng đã chiếm ra được cái chỗ này. Tôi thấy là có ba cái điểm chiếm các cái đường này, mà đặc biệt cái điểm này là rất là quan trọng, bởi vì nó là triệt tiêu được cái pháo đài này, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó đánh, tức là nó sẽ chia cắt cái Vuliana này, nó dù sao nó có ba cái điểm nối nhau này, thì đã đánh được cái điểm giữa này rồi thì nó sẽ là rất là tốt. Thì tất nhiên nó không phải là hoàn toàn là giải phóng, nhưng mà cái khu vực này là Nga đã đột phá được chỗ Vuliana, và đặc biệt là cái pháo đài này thì nó sẽ ảnh hưởng rất tốt cho cả cái đại cục khu vực này. Vậy thôi, cái thông tin của ngày hôm nay là như vậy. Thì chúng ta chốt lại là cái gì? Cái thứ nhất là bên Ukraine người ta đang dàn quân ở biên giới đề phòng quân đội Belarus hoặc Nga tấn xuống, bởi vì trong cái tình thế này nếu mà Nga mà muốn muốn làm quả đậm thì có lẽ phải làm luôn. Thứ hai là Nga đánh vào cái sở chỉ huy Sumy là đang phụ trách khu vực Kursk. Tại khu vực Kursk thì phía phía bắc và phía tây tây bắc thì của cái khu vực chiếm đóng của Ukraine thì chúng ta thấy là nó nhỏ dần, nhưng mà còn riêng về phía đông bắc nó tỉa theo cái hướng Kursk và theo cái hướng nhà máy điện hạt nhân, thì tôi thấy chúng ta thấy là Nga cũng đang khó khăn cái khu vực đó. Ngoài ra khu vực chỗ New York thì Nga đã giải phóng một vùng rộng lớn, còn khu vực Donetsk thì cũng đang tiến triển tốt, và cái khu vực Kupiansk thì cái Tabaka và chỗ Stamakhovka cũng như Novosilovka thì Nga cũng đang phối hợp để có thể giải phóng toàn bộ khu vực này. Vậy thôi, tôi cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.